Nghĩa là điều nhớ nhất của Khánh là Khánh sẽ có thêm một người bạn mới, nó là Lincoln. Được trải nghiệm là anh được dạy cho anh những câu tiếng Việt rất là thú vị. Bây giờ sẵn mùa hè rồi, Khánh sẽ đọc một câu thơ ha. Nè, câu thơ kiểu gì, lục bát hay là thất ngôn tứ tuyệt? Nghe đi rồi nói rồi mình biết nè. Hoa phượng sắp nở theo năm tháng, tình bạn sắp tàn theo tháng năm, cứ sao thời gian trôi qua mau, để lại trong tôi nhiều kỷ niệm bên mái trường xưa với bạn bè. Trường ơi, mai mốt ta từ giã, vĩnh biệt không còn ở với ngươi, ta buồn buồn trong thân thể, còn phải chia ly với nhiều người. Xin bạn đừng quên người bạn nhỏ, luôn nhớ tới bạn, Lincoln là Duy Khánh. Nói chung là đây là một bài thơ về trường lớp mà em lấy em xài, chương trình em cũng xài hết á. Biết sao không, giờ kêu hỏi đâu có biết, đang tác giả đâu. Chỉ nói là tưởng dựa tạo ra rồi, không xài, luôn á. Xài từ lớp 5 tới bây giờ rồi. Bây giờ thôi chứ Khánh em thấy rất là vui và đây là một chương trình hết sức ý nghĩa. Bởi vì mình được đồng hành với lại tất cả mọi người dân ở đây, mình biết được tính cách của họ, mình biết được là cái tình người nó đẹp lắm. Thí dụ mà giờ anh muốn đi thì anh muốn đi cái nơi nào? Thật ra nếu mà muốn trở lại chắc chắn muốn trở lại rồi. Tại giống như là nói em cái này khám phá là hoàn toàn khám phá về như là cái ruột thịt đẹp rồi bằng trái. Vậy là em có hai cái rồi đúng không? Em có hai cái rồi. Rất cảm ơn chương trình Lữ Khách 24 cũng như là MCV Media rất nhiều. Hy vọng các bạn sẽ xem chương trình Lữ Khách 24 và được phát sóng trên kênh H7 vào lúc 17:30 chủ nhật hàng tuần nhé. Chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người gặp lại một đêm thật là gần đây. Chào nhạt lắm như nước sông vậy đó. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Lữ Khách 24 giờ. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.